Tập 1. Tờ thế giới quỷ dị chơi hang rồi. Nhiệm vụ nhắc nhở: hãy mang theo con đường đi đến bệnh viện Hồng Tuyền trong vòng 30 phút. Gợi ý: một, vượt quá thời gian, vị trí ban đầu không khởi động đậy trong thời gian dài, sẽ gặp phải tấn công bí hiểm. 2. Trải nghiệm tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, đừng có vụt mất cái mạng nhỏ giữa đường nhé. Chân thật quá. Giữa cái thời tiết khí hậu nóng ẩm này, cảm giác cục điện vẫn tỏa ra khí lạnh, còn có bụng cây cối với không khí ẩm ướt hỗn hợp. Cái mùi vị quen thuộc vô cùng nhưng lại không biết là gì. Mỗi người đều nói thế giới quỷ mị này là một thế giới tồn tại thật sự. 10 phút trước. Tiểu Triệt Triệt, anh Triệt, cha Triệt. Ồ, có chuyện gì? Nhìn cậu thoải mái như thế, chắc là đã có cách để vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ? Lát nữa vào trong đó nhớ chê cho tớ đấy. Cái mảng nhỏ này của tớ giao hết cho cậu. Cậu cầu xin cậu ấy à, ở trong thế giới quỷ mị không thể dựa vào điệp trai mà thông qua được đâu. Cầu xin cậu ấy không bằng là cầu xin tớ này. Này, đố kỵ với thiếu gia đẹp trai thì nói thẳng ra, ăn nói kỳ quá chẳng thú vị chút nào cả. Đừng cãi nhau nữa chứ, giáo viên chủ nhiệm đến rồi. Tôi, Giang Triệt, là một người siêng không. Mặc dù thế giới này không khác với thế giới trước đây tôi sống là mấy, Thượng Đế phù hộ lần này nhất định phải bình an vô sự. Nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở đây không chỉ có thế giới thực, còn tồn tại một thế giới quỷ mị quan trọng hơn. Các em học sinh, đừng căng thẳng. Nghe nói lần này độ khó không cao lắm, giữ vững tâm thế là được. Cô yên tâm, không thành công thì xả thân. Sao lại có cảm giác giáo viên khóa trước cũng nói vậy nhỉ? Nói chung là tới dùng hết cơ hội hồi sinh thì sẽ thoát ra. Đừng có nhát gan như thế được không? Cậu không muốn tiến thẳng Thanh Hoa Bắc Đại à? Cho dù là muốn thì cũng phải giữ cái mạng trước chứ. Nghe nói lớp thế giới quỷ mị vừa mới xuất hiện, bất luận là lúc nào, ở chỗ nào, bất kỳ ai cũng có khả năng bị kéo vào thế giới quỷ mị. Vì vậy mọi người dự đoán thế giới quỷ mị là một thế giới hoàn toàn không với thế giới thực. Ở trong thế giới quỷ mị, quỷ mị sẽ là những cá thể có thể nhận được nhận thức về bản thân. Mà quỷ cấp SSS là cấp cao nhất có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố. Mãi đến sau này, một kẻ thách thức đã ký khế ước ở trong thế giới quỷ mị đem vào một thứ cấm vật tên là quỷ thạch. Con người cuối cùng cũng có thể tránh được việc đột nhiên bị hút vào thế giới quỷ mị. Ngược lại, có thể chủ động lựa chọn bước vào đồng thời có một cơ hội hồi sinh. Sau đó, chính phủ thống nhất quyết định mỗi con người vào lúc 18 tuổi đều phải tiến hành thử thách quỷ mị. Cố lên các em. Cô sẽ ở đây chờ các em trở về. Nếu như không nắm chắc tuyệt đối, phải nhớ rằng sau khi số lượng cơ hội hồi sinh trở về không thì phải thoát ra. Hôm nay tôi cũng sắp phải lần đầu tiên bước vào thế giới quỷ mị. Vậy thì các em học sinh tiếp sau đây tiến hành đếm ngược: 3, 2, 1. Thử thách quỷ mị chính thức bắt đầu. Bản điều khiển thông tin nhân vật Giang Triệt, cấp bậc cấp 0, quỷ lực 50, vật phẩm không có, số lần hồi sinh 1. Quỷ lực có 50 điểm, bình thường mới bắt đầu chẳng phải quỷ lực đều là 10 điểm sao? Lẽ nào đẹp trai được tăng điểm ngồi mức quy định? Mình xem. Đó chính là nhiệm vụ thử thách lần này nhỉ? Đoạn đường này còn đến nửa tiếng, 10 phút là đến rồi. Bệnh viện Hồn Tiền, chỉ nghe mỗi cái tên thôi đã vô cùng mong chờ. Chào cậu. Ôi vãi, không không như vậy chứ, vừa bắt đầu đã gặp phải quỷ mị rồi cả. Chào cậu, ta đẹp không?
Đẹp. Vậy thì bây giờ ta còn đẹp không? Ôi, đây là cô gái rạch miệng. Bình tĩnh. Cô gái rạch miệng mình nhớ Zuin của giáo viên từng dạy cách đối phó. Để mình nhớ lại đã. Được rồi, mình quên rồi. Học dốt. Bây giờ hãy nói cho ta biết, ta đẹp không? Ba nhá. Dưới sự gia tăng quy lực của lão tử, chạy 100 mấy chiếc cần, 10 giây 28, ta không tin cô có thể đuổi được đó. Lâu lâu, ta đẹp không? Nani? Cái gì? Ngươi nói rằng ta rất đẹp á, vậy thì ngươi cũng trở nên xinh đẹp giống như ta đi. Tiếng Nhật nhà ngươi nghĩa là thế sao? Ngươi cay dấm ý. Vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết ta đẹp không? Nữ hiệp, xin chậm thôi. Anh có nhìn ta ngốc không? Người này bị điên à? Ta đẹp không? Ta có siro cấp chi hay sao? Cô có cần đuổi ta như vậy không? Đại gia à, giày cao gót của cô hãng xị, chất lượng xịn quá rồi đấy. Ta đẹp không? Quay đi quay lại vẫn chỉ vài câu, cô ta làm mấy độc thân cấp hay sao? Cái tên tiểu tử này quá gian xảo, cố tình không trả lời mình. Cho hắn nếm mùi vị khổ đi. Về KPI, vi phạm quy tắc sử dụng chút quý lực chắc cũng không sao. Đi. Đây phải dẫn dò lại ở chương tiếp. Phát hiện quý mị y hiếp, hệ thống kích hoạt. Chuyện gì thế này? Là thú gì đã chắn lại sự công kích? Hệ thống nhắc nhở, lừa gạt và nói dối khiến tay cô ta đẫm máu, xấu xí và cô độc, khiến cô ta sinh lòng báo thù. Nhưng có ai biết được, cô ta cũng từng khát vọng một nụ hôn, một sự dịu dàng. Đây là xuyên không nhất định phải thuộc ngón tay vàng. Cuối cùng cũng đến lão rồi, cũng đến rồi lão đệ. Đến đi yêu quá xấu xí dơ bẩn, hôm nay ta nhất định sẽ lấy lại công lý cho cô. Gợi ý đã hết, hệ thống thốt ra. Vậy mà đã đi rồi. Mà không phải, đồ lộn đau của mình đâu, cô Chi Tôn đâu, đại y Thiên Long đâu. Mỗi cái gợi ý đỡ quá, hệ thống người kiềm túc như vậy sao? Dù là đợt tấn công, lúc nãy cũng là giao diện hệ thống vừa hay, sức với chắn được. Lại dám díu cợt ta. Cách đời này ta ghét nhất chính là nam nhân díu cợt ta. Xong đời rồi, bị chọc tức rồi, bước tiếp theo có phải là há miệng ra nuốt sống mình không? Cũng hẹp hòi quá rồi đấy, người trưởng thành rồi mà có chút độ lượng vậy. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ta đẹp không? Ngươi làm gì? Lớp đi học giáo viên tuần dạy, tinh tắc bất cát, bất bác, bác tắc bất tình. Hệ thống gợi ý, lừa gạt và nội dối, khiến tay cô ta đậm máu, xấu xí và cô độc, khiến cô ta sinh ra lòng báo thù. Nhưng ai biết được cô ta đã từng khát vào một nụ hôn, một sự dịu dàng. Nếu như trong hệ thống này không có gì, chỉ có mỗi cái gợi ý, vậy thì đáp án chắc chắn nằm trong gợi ý. Mà điểm mấu chốt thật sự có lẽ nằm ở đây. Đại trưởng phu có được giảng được, mạng chó nghi cấp mạng ta không tất tuyệt. Hệ thống ngươi đừng có chống lại ta. Bảo bối, nghe ta nói. Trước kia có một tình yêu chân thành tha thiết trước mặt ta, nhưng ta không trân trọng. Cho đến khi mất đi, mới hối hận không kịp.
Nếu như ông trời cứ thở cho ta thêm một cơ hội nữa, nổi tiếng người cho lão nương. Cái đó cô tin vào vừa gặp đã yêu không? Hả? Ngươi làm liều à? Sợ chết làm liều anh em mà. Đấy, thấy chưa? Ấy, cái tên cổ nam nhân này thực sự dám dùng miệng à? Ấy, ngươi đồ khốn nạn. Ngươi trừ chút vị tanh ra còn có chút hương vị ngọt ngào. Ta tên Tiểu Liệt. Cậu đợi ta sẽ chịu trách nhiệm. Hình như miệng của yêu quái cũng có cảm giác phết, phết đấy. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn cảm hỏa liệt khẩu nữ. Nhận thưởng cảm vật cấp ép. Chiếc kéo nhiễm máu đã trang bị. Không ngờ vừa bắt đầu đã lấy được cảm vật. Mặc dù chỉ là cấp ép thấp nhất trong cấp A đến F, nhưng cho dù chỉ là cấp thấp nhất, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Đáng tiếc là ràng buộc. Cảm vật cấp F, chú thích cảm vật, chiếc kiểu không phải là chỉ dùng để cắt tóc đâu nha. Tín vật liệt khẩu nữ đỡ lại, không thể giao dịch. Có điều nhân vật chính vân quang khắp người, ta lại sợ cộng lông. Thành công đến bệnh viện hồn tiền. Nhiệm vụ chủ tiến là một nhân viên chăm sóc, thời gian nhiệm vụ 7 ngày. Hệ thống gợi ý một quan hệ tốt đẹp giữa bác sĩ và bệnh nhân có thể làm tăng thêm điểm. Nếu như bệnh nhân nổi giận thì sẽ rất nguy hiểm đấy. 2. Sau khi trời tối thì hãy ngon ngủ mà ngủ nhé, nhất định đừng có mở mắt. Độ khó nhiệm vụ tổng hợp E. Những người khác vẫn chưa đến sao? Này, người mới đến. Cậu là Văn Triệt đúng không? Để tôi xem nào, cậu phụ trách bệnh nhân ở tầng 4, 6 giờ tối qua quay lại tổng kết tiền lương. Đúng rồi, phòng 401 có một bệnh nhân nữ còn chăm sóc đặc biệt, cậu giải quyết trước đi. Cái đó xin hỏi, có những người khác không? Tan ca cậu sẽ biết thôi. Có điều có một người đã chết rồi. Mặc dù là một tên phế vật, nhưng cũng khá là ngon. What? Vừa mới bắt đầu đã chết một người. Nghe lời của y tá trưởng hình như còn bị ăn thịt nữa. Không phải là có một cơ hội hồi sinh sao? Trạm y tá. Không phải đến y tá trực ban cũng không có sao? Tầng này có 8 phòng, nhưng chỉ có 4 phòng có bệnh nhân ở. Vận khí cũng không tồi mà. Lương công việc này một lúc giảm hẳn một nửa. Cũng phải, dù sao cũng là nhiệm vụ cấp E, nghĩ cũng không phải khó lắm á. Đến phòng 401 xem trước. Phòng 401. Cam, cái này không khó. Cái quỷ gì chứ? Hệ thống gợi ý, bệnh nhân của phòng này rất ầm ĩ. Khi vào cậu sẽ bị một cái đầu người đập vào. Mặc dù không chí mạng nhưng mất đi uy nghiêm của y tá trước mặt bệnh nhân, đây là một chuyện rất nguy hiểm nhất. Thật không hổ là thế giới quỷ mỹ. Đầu người mà cũng có thể lấy để chơi đùa, thật kích thích đó. Ai nói bọn họ ầm ĩ? Đây chẳng phải là yên tĩnh phớt sao? Tên này làm cái trò gì thế? Người ta đùa một chút liền lấy kéo ra đâm vào đầu người ta như vậy. Quỷ lực của người này không bình thường, còn có chiếc kéo đó. Tôi là y tá mới đến. Nghe y tá trưởng nói mọi người có người còn chăm sóc đặc biệt. Là vị nào thế? Y tá đại ca, tôi là gọi tôi. Thì ra là có gọi à?
Thật ngại quá, đỡ tôi rút kéo ra giúp cô nhé. Hệ thống gợi ý, loài người đáng ghét. Để bốn tiểu thư lắp đầu vờ lại chỗ cũ, ta không ăn người không được. Kiệt kiệt kiệt. Y tá đại ca, sao không có động đậy gì thế? Mau rút ra giúp tôi. Ơi mẹ ơi. Ơi da, thật ngại quá. Tôi không ngờ đầu của cô giòn như thế. Quả nhiên không mất đi thì không biết trân trọng. Cái đầu tốt như thế không cần thì có thể quyên góp cho người cần nó chứ. Hệ thống gợi ý, hành động của bạn đã tạo được hiệu quả lập y rất tốt. Trong thời gian tiếp theo, những bệnh nhân này sẽ vô cùng sợ hãi bạn. Bọn họ cuối cùng cũng chịu nghe lời rồi. Xin hỏi còn cần chăm sóc đặc biệt nữa không? À không, không còn nữa. Được, vậy cần tôi giúp cô lắp đầu lại không? Không cần, không cần. Tôi có thể tự mình làm. Số 3 phòng 402 gọi. Số 3 phòng 402 gọi y tá. Còn có nhiệm vụ nào khác? Mình còn tôi hoàn thành nhiệm vụ y tá trưởng giao xong là có thể thoải mái đến 6 giờ tan ca chứ. Hệ thống gợi ý. Không có gợi ý, xem ra vấn đề không lớn. Xin chào, bệnh nhân giường số 3 là ai? Đây là tình huống gì? Cô ấy nói trẻ con ồn quá, bảo cậu nghĩ cách khiến cho nó im lặng. Trẻ con? Chính là đứa cháu này. Vấn đề như này các người không thể tự mình giải quyết sao? Này, nếu như bọn ta có thể tự mình giải quyết á, còn cần đến y tá như cậu làm cái gì chứ? Cô nói cũng có lý nhỉ. Tôi phải xem tôi mặc cỡ không quản sẽ xảy ra chuyện gì, lão tử không phải là sữa. Hệ thống gợi ý, chứ còn y tá mất chức, cho dù là ăn thịt y tá trưởng cũng sẽ không nói gì hết. Nhóc con, đừng khóc. Anh có chuyện du ngủ cho nghe chịu không? Sao lại có muốn ăn thịt người nhỉ? Được ạ, nhưng em đói rồi. Nếu anh có chuyện không hay, em sẽ ăn thịt anh. Không vấn đề gì. Vui vẻ như thế. Đỡ anh cỡ cho nhóc nghe chuyện mà nha. Xa xưa kia có bốn đứa bé trên đầu một anten. Không, không hay. Ta không ngủ được, ta muốn ăn. Lẽ nào mấy nhóc chưa từng dậy? Trong lúc người khác đang có chuyện không được chiên mồm vào sau. Lúc nãy ta thấy Vương Vĩ bị bệnh, nhân của cậu ấy ăn thịt rồi. Bệnh nhân mà tớ phụ trách chỉ có nửa người, tớ còn phải tiếp tục sống qua 7 ngày. Tớ cảm thấy tớ không chịu đựng nổi nữa rồi. Đúng đó, đáng sợ quá rồi. Bọn họ lại còn ép mình có chuyện mà. Y tá trưởng đến rồi. Y tá trưởng, người vất vả. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại còn bị bệnh nhân tố cáo, đồ vô dụng. Đây là tiền lương, được tính theo biểu hiện hôm nay của các người. Mỗi tuần đều có máy bán tự động, các người có thể dùng tiền lương mua đồ ăn và thức uống ở đó. Tiếp sau đây y tá trở về, tuần mà mình phụ trách được nghỉ ngơi qua đêm. Nhân viên vệ sinh đi theo tôi. Phòng ngủ của mọi người ở tầng 1. Ngồi ra, tôi nhắc lại một lần nữa. Sau khi trời tối thì đi ngủ cho tôi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được mở mắt, không thì hậu quả tự chịu. Tổng cộng chỉ phát có 100 quỹ tệ. Nghiền bánh mì với nước thôi đã hết 30. Thật hiểm độc.
Đây là... Bỏ đi, ăn xong thì ngon ngủ đi ngủ vậy. Ngày mai 6:30 đã phải tập trung. Nhà ngục chư thiên. Lại mơ thấy nơi này rồi. Đã lên lần thứ mấy trong tháng này rồi? Ai, còn tưởng có thể mở nữa. Sai, đã mình mơ thấy, lại không cho mình vào trong. Người đỡ cái bà già này trên đường. Ai, bỏ đi tiếp tục ngủ vậy. Sáu giờ ba mươi ngày tiếp theo. Tối qua đáng sợ quá, có thứ gì đó bay trên tường trong phòng tớ. Đừng nói nữa, bà ngoại đã mất của tớ ở đêm qua lải nhải suốt đêm chỗ đầu giường của tớ, bởi vì ngủ như chết đã dẫn đến không có cảm giác gì, cảm giác hình như ít người hơn rồi. Giang Triệt. Cái đó, cậu có thể cho tớ vay 50 tỷ tệ không? 50 quỷ tệ không? Đã đến cả nhà giam rồi mà tác giả vẫn không cho tôi lộ diện. Tác giả, cô không đầu không mặt, tôi cho cô lộ kiểu gì đây? Tối qua mọi người chắc đều gặp phải chuyện kỳ quái đáng sợ. Chỉ có trạng thái của Văn Triệt á, vẫn tốt như thế. Nó không chừng là một bắp đùi vàng. Hôm qua tớ chỉ còn có mỗi 5 quỷ tệ, mua bình nước uống là hết. Bây giờ tôi đói quá. Lý Tiêu Tiếu, với tiền mình, cậu cho tớ vay một chút quỷ tệ nha. Làm trao đổi cái gì tớ cũng đồng ý với cậu. Cái đó, y tá trưởng đến rồi, lát nữa nói sau nhé. Tính đi tính lại mấy ngày nhiệm vụ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận được 700 quỹ tệ. Chiếc đàn quỹ 500 quỹ tệ trong mấy bán hàng đó chắc chắn không có vấn đề. Đừng nói đến việc cho cậu ấy mượn, để chính mình nó còn không đủ dùng. Lại chết thơm 5 đứa phớ vật. Đã nói rồi, sau khi trời tối đừng có mở mắt nghe không hiểu hay sao. Bỏ đi, tiếp theo phân công nhiệm vụ ngày hôm nay. Người được gọi tên, nói có. Phòng 403. Hôm nay là đưa thuốc cho bệnh nhân phòng số 403. Chúng tôi không quen, có điều y tá đều bị bệnh nhân của phòng 403 và 404 ăn thịt. Được thôi, bọn tôi cũng đã ăn một chút thôi, chỉ một chút thôi. 403, không quen không biết. Có điều lần trước y tá bị cô ta ăn thì chỉ còn lại mỗi cánh tay. Hy vọng lần này thừa lại nhiều thịt một chút. Hệ thống gợi ý thuốc khó uống như thế này chó cũng không uống. Đương nhiên nếu có thể uống cùng máu tanh hoặc cà phê, lại có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nếu có như thế, kết hợp thêm chút thủy tinh vỡ, vậy thì sẽ càng ngon hơn. Nhìn phản ứng của đám 404 và 402, bệnh nhân phòng 403 và 404 không đơn giản, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Chào bạn, đồ uống bạn gọi đến rồi. Gói cà phê hòa tan này bán 50 quỹ tệ, sao hắn không trực tiếp cướp đi? Mời thưởng thức. May mà tiền anh đây còn không đủ dùng, không thì phải lấy máu để pha, để mà pha thuốc cho cô ta uống rồi. Mùi vị gì? Ngon, ngon quá đi mất. Mùi vị tôi rất hài lòng. Số tiền này cầm lấy, sau này mỗi ngày cho tôi một cốc. Không vấn đề gì. Cảm ơn chị gái đã thưởng. Đây là được phú bà bao nuôi à? Lấy 2 gói tâm cây, lấy thêm bình coca, thêm một hộp bánh quy nữa. Với cái quả đèn pin 500 quý tờ này không quản nữa, mua trước đã rồi hẳn tính. Chúc mừng nhận được vật phẩm đặc biệt đèn pin cường quang, mở khó nhiệm vụ thử thách tiếng than khóc của huyết giả. Mở khó nhiệm vụ thử thách tiếng than khóc của huyết giả. Nhiệm vụ thử thách. Nhân Triệt,
Giang Triệt cứu tớ. Đằng sau có một con quái vật cứ đuổi theo tớ. Chỉ cần cậu cứu tớ, chuyện gì tớ cũng đồng ý. Giang Triệt, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn học một thời. Bạn học đừng có giả bộ nữa, hàng giả. Trong thủ đoạn này của ngươi với trí thông minh của ta, nhìn một phát là biết ngay. Bên ngực trái của Lý Tiêu Tiêu có một nút ruồi, lần sau nhớ chuyên nghiệp hơn một chút nha. Nhìn cái vẻ như một quỷ mị cấp ép vừa hay dùng nó luyện tay. Xem ra tiếp theo sẽ là một ác chiến đây. Đến đây để ta chiến một trận thật đã đi nào. À, bị nhìn thấu rồi cơ. Không hổ là con mồi mà ta nhìn trúng. Nào đã như thế thì hãy đỡ ngươi làm thức ăn tối nay của ta. Chết đi. Này, chờ đã. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua nhân vật phản diện chết vì nói lắm sao? Không biết làm người phải nhân cơ hội lén xuất chiêu sao? Đâm chỗ này chậm chạp là mờ, ngươi không chết ai chết? Chờ đã, dừng tay. Ngươi hiền hạ lừa ta, tập kích ta, có bản lĩnh á. Chẳng phải nói là một trận ác chiến sao? Chẳng phải nói là một trận ác chiến sao? 18 giờ. Hôm nay cậu biểu hiện không tồi, tiếp tục duy trì. Tan hợp. Tan hợp. Ôi vãi, Danh Triệt được khen rồi, còn có quỷ tợ được thưởng thân. Mày nó, tên này bình thường nó sách lược cũng không thèm xem dựa vào cái gì. Không biết cậu ấy có muốn lập đội không? Các bạn học, yên lặng một chút đi. Bây giờ vẫn còn sớm, mình muốn nói với mọi người chút chuyện. Lớp trưởng Lý Gia Hào. Lớp trưởng Lý Gia Hào. Mọi người đều thấy nhiệm vụ mới chỉ đến ngày thứ hai mà chúng ta chỉ còn lại vài người sống sót. Lời lớp trưởng, chuyện này mình không thể không nói. Nếu như chúng ta không hợp tác lập đội, rất có khả năng là sau này một người cũng không thể nào mà sống sót nổi. Tiền bạc, danh tiếng, thực lực, tương lai, muốn thay đổi cuộc đời chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này. Thanh kiếm này ta vừa mới lấy được, mặc dù không phải cấm vật nhưng cũng có thể tạo ra sát thương khả quan đối với quỷ mị. Chiếc đàn binh kia chắc có vấn đề, nhưng vấn đề trước tiên là phải mua được nó. Mình đề nghị mọi người nghĩ cách làm sao để có thể kiếm được nhiều quỷ tợ hơn tới góp quỷ tợ lại trước. Nói nhiều như thế chẳng phải chính là muốn biết vì sao y tá trưởng khen mình nhân tiện lại cướp đi quỷ tợ của người khác hay sao? Cách nghĩ không tồi, nhưng dân mổ ta không hiếm. Lớp trưởng, nếu không còn gì muốn nói, mình đi trước đây. Giang Triệt, thật ra chúng ta có thể hợp tác. Nếu như cậu gặp phải nguy hiểm, có thể đến tầng 7 tìm tớ. Tớ có kiếm, tớ có thể bảo vệ cậu. Biết rồi, tớ suy nghĩ đã. Nhiệm vụ thử thách tên là Tiếng Thác, Tiếng Thàn Khóc của Hiếp Giả. Đại biên cường hoàng, ánh sáng có thể chiếu sáng bóng đêm, cũng có thể xóa tan hư ảo trong bóng đêm. Trang bị du đêm bắt buộc phải có, giới hạn thời gian sử dụng là 3 tiếng. Điều kiện xúc tác lại là điện binh, chắc là lại muốn mình nửa đêm ra ngồi tìm manh mối. Ai, mặc dù y tá trưởng từng dẫn dò nửa đêm không được mở mắt, nhưng mà bây giờ mình có cắm vật lại, có hệ thống giúp sức, thực sự không có lý do nào mở lại buổi đêm cả. Thành tích lần đầu tiên thử thách quỷ mị rất quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tiến, cho dù cao khảo thành tính kém đến mức nào cũng có thể được tuyển thẳng vào. Nhưng nếu như có thể hoàn thành thử thách, vậy thì trưởng tấp đều đến tranh người, nói là một bước lên mây cũng chẳng quá đáng chút nào. Đương nhiên tạo đội cũng là một cách, có điều đây là thế giới quỷ mị, mọi người đều đặt lợi ích bản thân mình là hàng đầu, muốn hợp tác cũng còn phải rõ tình hình. Cái tên Lý Gia Hào đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cứ ngủ một giấc trước đợi buổi tối rồi xem xét tình hình.
22 giờ. Ơi, suýt nữa thì ngủ quá rồi. Đây có còn là lầu bệnh viện không? Đây mới là giảng phế thật sự của bệnh viện sao? Còn 2 tiếng 59 phút 59 giây. Cứ có cảm giác lần này ra ngồi sẽ nguy hiểm hơn mình tưởng tượng. Bên ngoài cửa có tiếng động. Ôi, ôi vậy, đây là con mắt. Giang Triệt, mau mở cửa. Có thứ gì đó đang đuổi theo tớ. Giọng nói này làm Lâm Mộng Vi. Cậu ấy tình bình thường chẳng phải là người khá yên tĩnh sao? Giang Triệt mau mở cửa. Cậu tớ, mở cửa. Mau mở cửa, nó đến rồi. Không được mở cửa, bên ngoài rất cuộc là thứ gì căn bản không thể nói chắc được. Hơn nữa mọi người đều có một cơ hội hồi sinh. Tùy tiện mở cửa vào lúc này, chỉ có hạ bản thân thôi. Cầu xin cậu đấy, cầu xin cậu mở cửa đi. Ta hận ngươi, Giang Triệt, ta hận ngươi. Đi chết, ngươi chết đi cho ta. Hình như không có tiếng động nữa. Tại sao cậu không cứu tớ? Vậy, anh thứ này vào đây kiểu gì thế? Cùng học 3 năm cậu thấy chết không cứu. Chết đi. Ta hận người. Biến mất rồi, may mà có cái đèn pin này. Nói ra, con quỷ này rõ ràng có thể trực tiếp vào đây. Lại còn phải ở ngồi gõ cửa. Kiếp trước ý là diễn sâu quá. Đây là tiếng khóc của nữ nhân. Bà nhận được manh mối nhiệm vụ thử thách tiếng khóc của ai. Tiếng gào thét của hiếp giả. Tiếng độ hồn thành 10%. Độ hoàn thành nhiệm vụ thử thách càng cao, lúc kết thúc sẽ nhận thưởng càng tốt hơn. Muốn tiếp tục tăng tiến độ chắc là phải tìm ra người nữ nhân khóc này. Nhưng nghe động tĩnh chắc là không phải ở tầng này. Đèn pin chỉ còn 2 tiếng 40 phút hơn. Cứ đi ra ngồi tìm bữa thời gian sẽ không đủ dùng. 2 tiếng 47 phút 33 giây. Đến ngón tay vàng của mình cũng chưa động vào gợi ý. Cứ như vậy, vậy thì lựa chọn chỉ có thể là họ đi ngủ thôi. Đêm qua có người nửa đêm không ngủ làm phiền đến giấc ngủ người khác, khóc ầm ĩ cả đêm ổng chết đi được. Chị là biết chuyện gì không? Chuyện này tốt nhất là cậu đừng có quản. Nếu không thì y tá trưởng sẽ giết chết chúng ta. Đừng có quản chuyện này, hiểu chưa? Xem ra chuyện này có liên quan đến y tá trưởng. Những bệnh nhân này hình như đều rất sợ cô ấy. Vẫn là làm xong nhiệm vụ y tá trưởng giao trước đã rồi tìm cơ hội điều tra vậy. Mình nghĩ nào, nhiệm vụ hôm nay hình như là lên tầng 8 tìm bệnh nhân phòng 404. Triệt ca. Ôi địch, tớ là người mình mà Triệt ca. À Phúc, có chuyện gì? À ngại quá, phản xạ có điều kiện. Triệt ca, chẳng phải nhiệm vụ của cậu hôm nay là lên tầng 8 sao? Triệt ca. Cái này mới đọc anh em mà. Trước đây, tớ với Tiểu Tuấn lập đội, tớ phụ trách bệnh nhân tầng 8, kết quả Tiểu Tuấn buồn tiểu gấp đi nhà vệ sinh, quay ra đã không thấy đâu rồi. Sau khi Tiểu Tuấn hồi sinh, xong đã nói với tớ, bên trong có một con quỷ mị hỏi cậu, có muốn giấy đỏ, giấy vàng hay là giấy trắng? Cậu ấy chọn giấy trắng. À Phúc, cậu muốn nói gì? Triệt ca. Tiểu Tuấn đã thốt ra rồi. Tớ biết rằng cậu sẽ không lập đội với tớ.
Nhưng tớ hy vọng trong điều kiện cậu có đủ sức lực, có thể giúp tớ một lần. Nếu là cậu vẫn có thể tin tưởng được, tớ cố gắng hết sức vậy. Hệ thống gợi ý, cậu đến đây ỉa đúng không? Nào, ỉa đi. Cái hệ thống này đúng là quá không hợp ít bộ phim. Hey, thiếu niên à, cậu nhà ngươi rốt cuộc muốn giấy đỏ, giấy vàng hay giấy trắng? Vậy, đây chẳng phải là lời thoại của mình sao? Trả lại mà cho tiểu tướng, ở trong nhà vệ sinh không đủ cho ngươi ăn đúng không? Lại còn muốn ăn thịt người? À, sai rồi, đại ca, tôi sai rồi. Ngươi biết bây giờ hỏa táng đắt như thế nào không? Ngươi biết làm đám hết bao nhiêu tiền không? Tôi... Đại ca, đây là toàn bộ tài sản của tôi rồi, tha cho tôi. Tên nhóc đó có được người bạn trưởng nghĩa như đại ca đúng là phúc khí hắn tu tám đời. Người nói tiểu Tuấn sao? Ta không thân với hắn. Ta hỏi người, người nhìn thấy bệnh nhân phòng 404 chưa? Nhìn thấy rồi, ở nhà vệ sinh nữ kế bên. Không lừa cậu đâu, thả cho tôi đi mà. Nhiệm vụ hôm nay, tìm bệnh nhân phòng 404. Hệ thống gợi là một ý thái đạt tiêu chuẩn. Tớ thèm rượu háo sắc thì có gì là sai. Có điều, bây giờ không mua nổi rượu thì chỉ còn lại một háo sắc thôi. Tiểu quỷ, muốn sống thì đừng có làm phiền ta xem. Uống rượu mau đại không? Tuyệt. Tiểu ca ca, anh biết nửa đêm là ai khóc không? Ôm làm ta không ngủ được. Rượu mau đại kết hợp với Carfotin. Cái tên này mãnh liệt đấy. Nói ra một bình rượu 50 quỷ tệ giá cả đúng là cảm động. Cậu hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ mà, chỗ tôi còn mấy bình rượu liền, ngày khác lại mang cho anh uống. Ai, cậu đừng nói huynh đệ không nhắc nhở cậu. Còn điều tra chuyện này y tá trưởng sẽ giết cậu đấy. Nhưng nếu như cậu thật sự tò mò, thì lên sân thượng mà xem. Nơi này nhìn thế nào cũng chỉ là một cái thiên đài bình thường. À hay, đến bầu trời cũng là màu xám đỏ. Thật không biết nơi này là một thế giới độc lập hay chỉ là một phần của thế giới quỷ mị. Đừng nói những kiến thức khác nữa, đến con đường nhỏ lúc đến cũng không thấy đâu. Lẽ nào cơ chớ của thế giới quỷ mị này là... Không được, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ đó. Mình đến để tìm manh mối, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ thử thách thì lần đến thế giới quỷ mị này sẽ sớm kết thúc sớm hơn. Nếu như ban ngày không có manh mối, vậy thì buổi tối lại đến thăm một lần nữa. Đây là thứ gì? Điện thoại. Hơn nữa còn là điện thoại nhái của lâu. Chúc mừng, nhận được vật phẩm đặc biệt tổ chứng tiếng khóc trong đêm mẫu, tiến độ hoàn thành 50%. Ôi vãi, tăng hẳn lên 50% luôn. Ôi, xem ra đây là manh mối quan trọng rồi. Điện thoại nhái, đúng là đỉnh. Hệ thống gợi ý những bí mật mà không ai biết đó đều được giấu trong bóng đêm. Khi bạn đang thăm dò bí mật của người khác, nói không chừng, người đó cũng đang theo dõi bạn. Hệ thống đưa ra gợi ý rồi, nghĩa là gì? Mùi hương này là quỷ mị cấp ép ra lên. Xong rồi, quỷ mị cấp ép mình còn có thể cho thêm quyền công kích, nhưng quỷ mị cấp ép trở lên lão tử không đánh nổi. Cậu ở đây làm gì? Chào y tá trưởng, tôi chỉ đi ra ngồi hóng gió thôi. Hóng gió? Tôi không có trốn lười, bởi nhân phòng 404 tôi đã đưa họ trở về rồi. Nhưng người cũng biết đó,
Phòng bệnh nhân đó thật sự rất thối. Tôi chỉ là muốn ra ngồi hít thở một chút thôi. Nếu như bị phát hiện, với quỷ lực hiện tại của mình căn bản không đến nỗi cô ta. Nếu vẫn không được thì cứ dùng hết một lượt hồi sinh đi. Cút cho ta. 18 giờ. Mày nó, lần trước đó không phải thấy cậu ấy có thanh kiếm mà lợi hại, chúng ta có cần đến mức phải đưa hết tiền cho cậu ấy không? Lại còn lớp trưởng á, dám chiếm đoạt quỷ tợ của chúng ta, xem như cả 3 năm nay mình nhẫn nhịn, mình nhìn làm người rồi. Hay là chúng ta cùng nhau cướp tiền đi. Vậy thì thôi đi, hắn còn có thanh kiếm đó nữa. Quỷ tợ mệnh giá 5 hào, nghĩ cũng chẳng còn nghĩ, chắc chắn là bởi vì chuyện thiên đại. May mà không hợp tác với cậu. Còn tưởng giỏi thế nào xem ra cũng chỉ là con chó ăn mây. Tên thối tha, thật không hổ là lớp trưởng. Tiền mình cướp quỷ mị, tiền Lý Gia Hào cướp của bạn học, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Sao không mở nổi máy thế? Những bí mật không ai biết đó đều được giấu ở trong bóng tối. Lý nào nghĩa là chiếc điện thoại này chỉ dùng được vào buổi đêm? 19:30. Mở được rồi, thật không hổ là mình. Liệu sự như thần. Chỉ có một video. Đây là mình. Đồng bộ giết hại. Chờ chờ đã, dừng tay, đáng chết. Không làm được cái gì sao? Đèn pin cường quang, ánh sáng có thể chiếu sáng bóng tối, cũng có thể loại bỏ những thứ mờ ám trong bóng đêm. Dù đã bắt buộc phải có. Thời hạn sử dụng 3 tiếng. Chờ đã, còn có một cách hay. Mau dừng lại. Cầu xin người, mau dừng lại. Dừng. Mày nó, thật nguy hiểm. May mà đèn pin có tác dụng với sát lực quỷ mỹ, không thì chết rồi. Không hổ là vật phẩm quan trọng, tăng 30% tiến độ chơi thật kịch thích. Video biến thành 27 giây. Lẽ nào đây mới là video thật sự? Buông ta ra, mau buông ta ra. Tiểu mỹ nhân, nàng cứ theo ta đi. Sư cũng khởi đấy chứ, ta thích. Không được quay. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Cho ngươi liêm sỉ rồi. Khốn, đồ khốn nạn, ngô ngốn chút cho ta. Không thì có đầu ngươi ăn. Cái nốt ruồi ở khóe miệng này. Cô gái này là y tá trưởng lúc còn trẻ. Cô gái này là y tá trưởng phiên bản còn trẻ. Tên nam nhân kia là ai? Hết rồi, nhưng tại sao lại không tăng tiến độ nhiệm vụ? Là mình đã bỏ sót thông tin gì sao? Tìm thấy rồi. 1401. Nhận được mình mối nhiệm vụ thử thách. Mộng yểm. Tiếng khóc trong đêm máu, tiến độ hoàn thành 60%. Tiến độ càng cao thì càng tiếp cận gần hơn với chân tướng. Bây giờ tiến độ đã đạt 60% rồi, vậy thì tiếp sau đây. Mày nó, mệt chết mình rồi. Vốn dĩ muốn đi thang máy, kết quả lại còn bị hệ thống gợi ý có nguy hiểm. Tầng 14. Nói ra phòng 1410 chắc là ở tầng này nhỉ. Tiếng giày cao gót có người. Y tá trưởng. Không đúng, hình như là một y tá nữ. May mà không bị phát hiện.
Chờ đã, nơi này có thơm y tá nữ khác từ bao giờ? Anh trai, lêu lêu, anh trai, đến đây chơi đi. Anh à, mà đến đây chơi cùng chúng em đi. Vãi cứt, vô chơi ta rồi, đây là cái thứ gì cơ chứ? Tìm thấy ngươi rồi. Con Duyên bẩn thiểu, giỏi cho người ta rồi. Người cho bẩn có phải người chơi không nổi? Đèn pin không có tác dụng với cô ta. Sao ngươi lại thích đuổi theo người ta thế cơ chứ? Những lúc như này chỉ có thở cực một ván. May mà phán đoán của mình là chính xác. Bình thường có người gặp phải tình hình như này sẽ bỏ chạy về, nhưng với tốc độ của y tá chạy vừa chỉ vài phút là bị bắt. Mạnh mối tương ứng với tiếng khóc là nỗi sợ. Nhưng những bệnh nhân kia sợ tiếng khóc như thế là y tá của một bộ phận bệnh viện tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Mà nguồn gốc của tiếng khóc là thiên đài, điều này chứng tỏ ngươi là ai? Ngươi là ai? Hệ thống gợi ý, vì sao mọi người đâu sợ mình? Mình cũng muốn được cùng mọi người ăn đồ ăn, cùng nhau, cùng mọi người nói chuyện. Là Tiểu Tiểu, đã làm sai gì hay sao? Nhưng rõ ràng mình chẳng làm gì hết mà. Em tên Tiểu Tiểu đúng không? Cái tên nghe hay quá. Anh à, anh đến để chơi cùng em. Tiểu Tiểu có vui không? Vui ạ. Vậy Tiểu Tiểu có thể cùng anh đến một nơi không? Anh đi đâu Tiểu Tiểu sẽ theo đó. Ngon quá, đúng là trẻ con dở gạt. Cũng không biết mẹ con biết ở đâu đến độ vậy cũng không có đâu đi. Quả nhiên có Tiểu Tiểu ở đây, nữ y tá kia không dám xuất hiện. Tiếp theo chính là đến căn phòng 1404, trong video kia tìm rõ nguồn ngành. Anh ơi, sao thế hả? Tiểu Tiểu đừng nhìn. Căn phòng này sao lại bẩn thỉu đến mức độ này? Rốt cuộc là chuyện gì? Ôi vãi, chơi kiểu này cũng kích thích quá rồi đấy. Là y tá quỷ lúc nãy gặp được ở hành lang. Hả? Ta thật sự biết sai rồi. À đừng. Chờ đã, đây chẳng phải là 1401 sao? Lấy nào? Anh ơi, sao thế ạ? Lại còn cái đống trên sàn đó, giống con vịt chết. Cảnh tượng này tuyệt đối không thể đỡ Tiểu Tiểu nhìn thấy. Cứu tôi. Cậu xin cậu đấy, cứu tôi với. Vãi, không tiếng động gì, chết rồi sao? Đau quá, tha cho ta đi. Ta thật sự biết sai rồi, cầu xin người tha cho ta đi. Sao có thể?
Không gian phòng đều thay thế rồi, đùa. Ta không dám nữa. Đừng mà. Mau dừng lại, mau dừng lại. Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Anh ơi, em cảm thấy không khỏe, em muốn trở về. Được, vậy chúng ta cùng trở về nhé, đừng có mở mắt vội. Vâng ạ. Anh ơi, em có thể mở mắt chưa ạ? Được rồi. Đây cũng là cho em sao? Tất nhiên rồi, có thích không? Thích ạ, em thích lắm. Nhưng mà sau này anh có còn đến tìm Tiểu Tiểu chơi không ạ? Đương nhiên rồi, chúng ta hẹn gặp lần sau. Nhận được manh mối nhiệm vụ thử thách đứa trẻ khóc nhẹ, tiếng khóc trong đầm mẫu, tiến độ hoàn thành 70%. 70% chỉ còn chút thiếu chút nữa, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ thử thách rồi. Càng không nói tuyển thẳng trường đại học nổi tiếng gì. Nguyên trường học thưởng hoàn toàn nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đã được hẳn 100 vạn. Mặc dù xuyên không nổi, nhưng thân thế gia đình mình vẫn giống y hệt kiếp trước. 10 năm trước cha mẹ mất tới chỉ cái mười mấy tuổi đầu, đáng nhẽ ra vô, lo vô, nghĩ lại phải trải qua bao khổ sở vất vả nuôi mình lớn lên. Mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Như vậy sau này có thể cho chị gái sống một cuộc đời vui vẻ rồi. Giang Triệt, Lý Gia Hào thật sự lừa được hẳn 500 tỷ quỹ tệ. Xem ra hắn cũng đã mở khối nhiệm vụ thử thách rồi. 2 tiếng 13 phút 44 giây. Cậu quả nhiên không đơn giản. Xem ra manh mối của chúng ta là giống nhau. Tránh ra, đừng có cản đường. Tôi khuyên cậu vẫn là mau chóng quay về đi. Chết ở đây tôi không lo nổi đâu. Tiểu Tiểu đã trở về thiên đài rồi. Bây giờ lên tầng 14 chẳng khác gì là đang tìm chết. Có thể sống sót trở về. Sao tôi không thở cơ chứ? Cậu đừng có mơ ăn một mình đó, tôi nhất định phải lấy được giải thưởng nhiệm vụ thử thách bất luận là thế nào. Sáu giờ 50 phút. Vãi, đùa cái gì thế? Tìm cho cái đám bệnh nhân đó, nhiệm vụ kiểu này hoàn thành cái gì cơ chứ? Tớ cũng đã cảm thấy không đúng từ đầu rồi. Rõ ràng lần đầu vào thế giới quỷ Mỹ, có sự can thiệp của trường học, tốc độ mọi người phải là cấp F mới đúng. Nhưng độ khó của nhiệm vụ chúng mình lại là cấp E. Nhưng mà lớp bên cạnh chẳng phải cũng có người gặp phải độ khó cấp E sao? Đúng đó, thế nên bọn họ chết tổng 13 người hơn nữa. Bọn họ ký khứ với Diện Thanh Giao và quỷ Mỹ rồi mới chết 13 người. Người ta còn có cả quỷ Linh. Nhưng cho dù là vậy, cuối cùng cũng chỉ có Diệp Thanh Giao đã ký khế ước rồi mới sống sót. Nói chung là tớ không chơi nữa, mặc dù có cơ hội hồi sinh nhưng cảm giác đau đớn là thật. Tớ không muốn bị những thứ đó dày vò đến chết. Chắc chắn thoát khỏi thế giới quỷ Mỹ, một khi thoát ra sẽ bị coi là thất bại. Cậu ấy nói đúng vậy, với bọn mình cũng thoát ra. Xem ra nhiệm vụ team hôm nay đều khiến mọi người khiêng nhau thoát ra. Lý Gia Hào, hắn thật sự sống sót từ tầng 14 trở về rồi. Lợi hại đấy, lẽ nào là lão đại giấu ngựa. Này, các cậu, cơ hội hồi sinh đâu còn không? Mọi người phản ứng này là gì? Lẽ nào đều chết một lần rồi? Đúng đó. Sau khi tách ra với cậu, tôi bộ một y tá ở tầng 14 đâm cho đầu đến chết. Hôm qua tôi dọn dẹp vệ sinh, đột nhiên bị một chậu hoa rơi trúng chết rồi. Tôi bị ngăn kéo đập chết.
Vậy các cậu không thoát ra sao? Hết cơ hội hồi sinh, nhớ chết là hết thật đấy. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là có cơ hội vào Đại học Ca Thanh Hóa. Thanh Hóa. Hơn nữa, sau khi bị những quỷ mị đó hãm hại, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu, Thái Còn Long mới dễ dàng nhận thua như vậy, tuyệt đối, không bao giờ. Hoặc là tên Thang Đại, hoặc là Linh Thanh Minh. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, để bọn họ biết sự lợi hại của lão nương. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Thật là thô bạo. Cũng chẳng khó mấy mà, những bệnh nhân này ngon thế. Bà bối, tối nay anh làm em chúng ta cùng say sống mộng chết. Không biết nhiệm vụ của những người khác thế nào rồi. Lý Gia Hào. Cái gì, cậu đến tìm tôi là vì giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay sao? Tôi từ chối. Chẳng có lý do gì mà tôi phải mạo hiểm vì cậu cả. Hơn nữa thái độ của cậu lúc tốt lúc xấu tôi thấy rất sợ đó. Xin lỗi. Chuyện trước đây tớ có xin lỗi với cậu, xin lỗi nha. Tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhiệm vụ quý mỹ lần này thật sự rất quan trọng với tớ. Vậy thì có quan hệ gì với tôi? Hơn nữa cậu cũng chẳng cần xin lỗi tôi. Dù sao thì cậu cũng có lừa được quỷ tợ của tôi đâu. Tôi biết rồi, xin lỗi đã làm phiền. Thật ra tớ có một bệnh nhân, quyền với y tá trưởng nói cho tớ biết phòng 1401 luôn do y tá trưởng phụ trách. Vì thế, tối qua tớ mới muốn đi xem, không ngờ lại đã mất có một cơ hội hồi sinh. Hắn nói cho tớ biết manh mối của phòng y tá trưởng, có điều xem ra là tớ hết cơ hội rồi. Ê, lớp trưởng cậu nói lời gì thế hả? Ê, tiểu tử cậu biết tóc biến à? Bạn học với nhau á, có thở thấy chết không cứu. Hôm nay, tôi còn báo thù cho tiểu tướng nữa. Không tin cậu đi hỏi anh Phúc đi. Phá đại tin, bố mình cùng đi bắt bộn biển đi. Lại phải đợi y tá trưởng thay cho mình cái giường rồi. Đây là nước cỡ nào? Nước cờ nào? Dạ, là bắt nạt bạn học của tiểu huynh đệ nhà ta. Ôi vãi, các người làm gì thế? Ngồi dậy, ngồi dậy hết cho ta. Đại gia ngài đừng có như vậy, đừng có lột quần ta để ta tự làm. Đó là quỷ mị cấp y đấy. Hơn nữa dân triệt cậu lại có thể sai khiến bệnh nhân người ta như vậy. Lớp trưởng, chuyện căn phòng của y tá trưởng. Theo cách Lý Gia Hào nói, y tá trưởng bình thường đều ở tầng 4 phụ nghỉ ngơi. Đồng thời, chỉ có thang máy mới có thể đến tầng 4 phụ. Thang máy đang xuống, xin chờ một lát. Tiên sinh, người muốn đến nhà xác sao? Đúng đó, đến nhà xác chơi. Nơi đó không phải là, hả? Đến nhà xác chơi, người này uống nhầm thuốc rồi nhỉ? Mặc dù ta không phải là người, nhưng ngươi sợ thật là sự. Ngươi sợ thật sự là quỷ. Tòa bệnh viện, nghe nói đã xây dựng mấy trăm năm rồi. Trị khỏi mấy, một số bệnh nhân đồng thời cũng chết đi một số bệnh nhân. Hơn nữa, những thi thể không ai nhận lệnh đó cũng từ từ mà bị bỏ vào nhà xác. Có lẽ là vì nhà xác quá yên tĩnh, quá cô đơn. Những thi thể bên trong thường xuyên bị mất tích, chạy ra ngồi chơi. Chờ đã, người chết còn có thể chạy ra ngồi chơi. Đúng đó. Thật là kỳ lạ quá nhỉ. Vì đó phân biệt bọn họ, y tá trưởng đã đặc biệt đeo lên tay họ mã số màu đỏ. Ngươi nhìn xem, tay ta có giống không? Mày ơi, cái thẻ trên tay ta đâu rồi? Ngươi đang tìm cái này sao? Người này lấy mất thẻ trên tay mình từ khi nào thế? Toàn phủ, không hay. Mau đóng cửa, đột nhiên ngươi kích động như vậy làm gì? Đáng ghét, cái cửa rách này sao cứ không có phản ứng? Gì thế? Nên thay sớm đi.
Mau đóng cửa, mau đóng cửa. Chập chính.